cây thanh long được người Pháp du nhập vào Việt Nam cách đây hơn 100 năm và cho đến nay đã trở thành một giống cây phổ biến và chủ lực trong sản xuất nông nghiệp của một số tỉnh phía Nam. Ở miền Bắc thì khoảng hơn 15 năm trở lại đây đã bắt đầu phát triển trồng thanh long và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con, và Hải Dương là một trong những địa phương như vậy. Thanh long ruột đỏ, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hải Dương, được phân bố chủ yếu tại thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn với diện tích hơn 80 hectare. Năm 2010, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học tỉnh Hải Dương đã triển khai mô hình sản xuất thử thanh long ruột đỏ đến với nông dân thị xã Chí Linh và cho thấy thanh long ruột đỏ cho năng suất, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và được thị trường ưa chuộng. Chú ơi, điều gì mà khiến cho thanh long ruột đỏ có thể phát triển tốt ở vùng đất này ạ? Từ kinh nghiệm thực tế thì chúng tôi trồng cây thanh long ở đây, cây thanh long rất phù hợp với khí hậu và cái thổ nhưỡng là đồng đất đồi núi của thị xã Chí Linh mình. Bên cạnh đó là được Sở Khoa học Công nghệ và Hợp tác xã Nông nghiệp cho chúng tôi đi tập huấn về cái cách thức chăm sóc cây thanh long đúng theo quy trình thì cây thanh long cũng phát triển rất là tốt. Chú ơi, ở đây bà con mình chăm sóc thanh long có vất vả không ạ? Thực tế ra mà nói thì cây thanh long này cũng rất dễ trồng, dễ chăm sóc mà chịu được hạn. Nói chung khi trồng thì khâu quan trọng nhất vẫn là cái giống, quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh là phải theo đúng cái quy trình của Sở Khoa học Công nghệ đề ra. Và chăm sóc chúng tôi dùng chủ yếu là cái phân gà oai mục và phân vi sinh, mà có cho phun thuốc thì hầu như là phun thuốc vi sinh. Và nếu mà có phun thuốc hóa học thì cũng phải được cái danh mục của nhà nước cho phép để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và không ô nhiễm môi trường. Cô ơi, cây thanh long này từ lúc mình trồng cho đến lúc thu hoạch là khoảng thời gian bao lâu ạ? Khoảng 1.5 năm là thu hoạch được cháu. 1.5 năm ạ. Thế bây giờ cô có thể chỉ cho cháu quả nào thu hoạch được rồi không ạ? Quả này là thu hoạch được này cháu này. Tai nó chín đỏ đều này. Xung quanh núm này không xanh là chín này. Cháu cắt từ đây, cắt sấy vào không là nó vào cái mấu này. Cháu bập mạnh cái là ra thôi. Không vâng, được. Đấy. Thanh long nhà mình năm nay có được mùa không ạ? Cũng được cháu ạ. Nói chung là cái cây dòng cái cây này này cũng năng suất cũng cao. Mà so với các loại cây ăn quả khác, cái giá cả thì nó cũng tương đối. Cô ơi, với những thành công ban đầu như thế này thì bà con mình sẽ làm gì để tiếp tục nâng cao sản lượng và giá trị cho thanh long ạ? Hiện tại ngành nông nghiệp tỉnh đang có hướng quy hoạch phát triển vùng thanh long sạch theo hướng Việt Gáp để nâng cao sản lượng, giá trị, chất lượng, xây dựng thương hiệu của thanh long ruột đỏ, mang lại cho người tiêu dùng sản phẩm sạch và an toàn, không những đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước mà còn tiến tới xuất khẩu. Mời cháu ăn thử miếng thanh long. Dạ vâng ạ. Nhìn màu sắc rất là bắt mắt cô nhỉ. Rất là ngọt cô ạ. Đang khát và đang hơi mệt thì có một miếng thanh long như thế này thì rất là tuyệt vời cô ạ. Quý vị và các bạn thân mến, thành công trong việc trồng thanh long ở Hải Dương đã góp phần tháo gỡ khó khăn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở vùng đất đồi, thay thế dần một số giống cây truyền thống mang hiệu quả kinh tế thấp và giúp bà con có thể tiếp cận được những giống cây mới có hiệu quả kinh tế cao hơn. Thanh long ruột đỏ, sản lượng đạt từ 2 đến 3 tấn trên 1 hectare, được tiêu thụ tại Hải Dương và các tỉnh lân cận.